Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phụ Tùng Ring Scott. Và đây là bộ đây, vừa mới về bộ gất chân dành cho anh em lên xe cột nha các bạn. Đây là hàng da băng. Đấy, hàng xé trong bịch ra. Đây là mình ráp vô một bộ đầy đủ luôn nè các bạn. Đó, ráp đầy đủ. Và đây là cái bộ mình chưa ráp nè. Đó, thì mỗi một sản phẩm nó sẽ nằm trong một cái bịch riêng các bạn. Đó, da băng nha. Anh em thấy là một cái ống này, nó nằm trong một cái bịch riêng nè. Một cái cọng kẽm này nằm trong một bịch. Cái lon đầy một bịch, con ốc một bịch. Cái đai này một bịch, cao su một bịch, cái ống này một bịch, tất cả đều riêng từng bịch hết. Đồ da băng là nó riêng từng bịch hết anh em nè, anh em nhìn thấy nè. Đó, bịch chốt riêng nè, thấy không? Đó. Bịch chốt riêng nè. Nè, trong cái bịch này chỉ có một cái lon đầy thôi. Lon đầy. Đó. Rồi khóa nè, mình thấy da băng là bán riêng. Bây giờ chúng ta sẽ có một cái câu thắc mắc như vậy nè các bạn. Khi các bạn mua một cặp mới như vậy, ví dụ như giờ nói là tôi có nhu cầu mua một cặp mới đi, không lẽ có khi nào các bạn mua một cặp giày mà không lấy con ốc, các bạn lấy cặp này thôi về sao gắn được? Đương nhiên một người mua một cặp mới là người ta phải mua đầy đủ người ta mới gắn được, thiếu con ốc là không gắn được. Vậy tại sao thằng Nhật nó không bỏ cái cặp này nguyên một bộ như vậy để nó bán luôn? Ví dụ như nó bán hai loại đi, một cái là nó làm sẵn nguyên hộp nó bán, một cái là nó bán lẻ, đúng không? Thì khi chúng ta sẽ có hai lựa chọn, một là tôi không có gì hết tôi mua cái đặt, hoặc là xe tôi nó bị hư một chốt tôi mua cái chốt đó. Trường hợp thứ hai là nó bán lẻ, ví dụ như giờ thiếu vậy mua đó, ví dụ tôi mua này thôi, nó bán mua lần đầy bán này. Đó, tại sao nó không bán nguyên bộ mà nó bán lẻ? Thì tại vì nó giống như là nó phân phối toàn thế giới các bạn, cho nên nó sẽ không đáp bộ tất cả mọi mặt hàng linh kiện trên xe, cái gì cũng vậy anh em, nó đều bán nguyên bộ hết. Chúng ta phải tự lựa. Nhiều khi mình đặt hàng về các bạn, mình phải lựa từng món nha. Ví dụ mình lựa cái này, mình lựa cao su, mình lựa, tức là mình sẽ suy nghĩ xem là nguyên một cặp gấp ra này nó gồm những cái gì, mình đặt cho nó đủ. Nhiều khi mình đặt về cái nó thiếu ốc lon đầy, hoặc là thiếu ốc là cũng đâu gắn được, là phải đặt tiếp, mà mỗi lần đặt là có tháng trời nó mới từ bên kia nó mới về các bạn. Đặt từ bên Nhật nhé, về bên đây khoảng từ 15 cho tới 25 ngày, nhanh là 15 ngày, chậm là 25 ngày có. Thì anh em nào có nhu cầu lên cặp gất chân full đẹp dành cho xe cộp thì lên cái này, còn mà xe anh em xấu xấu vừa vừa thì lên hàng tháo xe. Hàng tháo xe thì đương nhiên cái này nó có gất chân rồi, nó sẽ có chày, rồi cái chỗ này nó sẽ có xước, rồi có rỉ sét, rồi chỗ này nước nó hay vô nó sẽ có rỉ sét, nó không thể nào len ben như vậy nữa anh em. Anh em lưu ý nha. Và giá cái này nó cũng chẳng cao hơn cái hàng tháo xe bao nhiêu, nó cũng xem nhau các bạn. Tại sao chúng ta không gắn cái này? Cái hàng tháo xe bên mình cũng vẫn có nha các bạn. Hàng tháo xe mình vẫn có. Rồi, đây là giới thiệu cái sản phẩm mới về cái cặp cắt chân. Thì anh em nào có nhu cầu anh em liên hệ số điện thoại cho mình giúp mình nha. Phương thức mua hàng, những anh em ở khu vực Sài Gòn, chúng ta qua trực tiếp bên shop để mua các bạn, gọi trực tiếp và nhắn tin Zalo nha. Còn những anh em ở xa thì vui lòng mà chuyển khoản để mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước, ship hàng xa, không ship code. Đây, giới thiệu thêm nha các bạn nè, mình mua mấy con ốc chứ viết trắng trên xe các bạn đều bịch bịch hết các bạn. Đó, bịch bịch bịch. Mua rất là cực các bạn. Mua gì bán đó, mà đó, nhiều khi nằm trong bịch không biết ốc gì luôn rồi đó, đó. Đó, tà la mà thấy gắn được vị trí nào gắn không? Đó. Trước tùm sau tán là lạc mạc lưu hợp dưới các bạn. Ok, cảm ơn tất cả các bạn.